Hôm nay sẽ review cho các bạn xem cái mắt phone được gọi là siêu to, khổng lồ. Có nhiều người bạn thắc mắc cái hỏi trên mạng cái máy này nó to cỡ nào, nó bự ra sao. Rồi hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem nó to cỡ nào, nó bự ra sao nha. Nó là cái dòng mà hiện tại bây giờ là cái dòng mới nhất của dòng Ulefone. Nó tên là Ulefone Amor 13, cái dòng đời hiện tại bây giờ là mới nhất của Ulefone, có chức năng chống nước, chống sốc. Nhưng cái mà hiện tại bây giờ nhiều người hỏi nhất là nó bự cỡ nào. Tôi nói các bạn nghe nè, nó bự cỡ này nè, nó nặng cỡ này nha. Tôi cân cho các bạn xem nha. Đó, gần nửa kilo. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế của này. Dòng máy này mà nhiều người đi tìm kiếm nó, đó là cái chức năng nó có thể đo đạt được khoảng cách, giống như trong kỹ thuật đó, đo đạt mà về tia gì bằng laser gì đó. Thì hôm nay là mình sẽ cho các bạn xem coi nó đo bằng cách nào, kiểu nào nó đo được. Nó đo được là này có con mắt này nè, cái này nó có con mắt. Nhưng cái người mà xài cái này á là họ cần là có một cái thời gian dung lượng pin phải cực kỳ lớn. Cái máy này mình đã test rồi nha. Nếu như các bạn mở YouTube mở liên tục trong vòng 24 tiếng hồ, tức là mở từ sáng cho tới tối luôn, nó tốn khoảng độ khoảng chắc 12-13% pin hết đắt. Đó là mình đã thử nghiệm rồi nha. Đặc biệt được cái là máy chạy là không có nóng. Chip MediaTek á, nó có một cái ưu điểm và nhược điểm. Cái ưu điểm lớn nhất của chip MediaTek đó, tức là nó sẽ không nóng máy nhiều, nhưng đổi ngược lại cái độ bốc của nó đó, để mà chơi game á thì nó không bằng Snapdragon. Snapdragon coi vậy á, mà nóng máy nhưng lại chạy nhanh, thì đâm ra cái tùy theo cái nhu cầu của mỗi người thôi. Những người mà người ta chỉ cần là pin bền, xài mà máy không nóng thì người ta sẽ xài những dòng chip này. Và thứ hai nữa là test cho bạn nghe cái âm thanh của nó, âm thanh nghe nhạc của nó nha. Bạn thấy không, trackpad đầy đủ. Đây. Rồi mình sẽ test cho các bạn xem về cái màn hình của nó cũng 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 nhìn cũng cũng đẹp lắm nha. Cũng không phải là ấy đâu à. Màn hình độ sáng đồ cũng ok lắm. Đó, mình tăng hết độ sáng cho các bạn xem. Đó, góc cạnh đồ là cũng ngon lành. Nhưng có cái là hơi nặng, thật chất là nặng, nhưng được có cái là cầm rất chắc nha, cầm rất chắc tay. Nếu những người nào mà có một cái tư tưởng nói chung là phải mạnh mẽ, đúng không, hầm hố thì là số 1, khỏi phải bàn, khỏi bàn về cái chuyện hầm hố của nó đó. Tôi cái này là bằng kim loại nha các bạn, cái dây thanh, hai cái thanh này là thằng kim loại nha, hai thanh này là kim loại. Đây là cái chức năng mà đo khoảng cách của nó có con mắt laser ở chỗ này. Bây giờ mình cứ vô trong cái phần bằng cái thước của nó, trên này nó có cái đây nè. Đây là cái biểu hiện cái thước nè. Đó. Các bạn bấm vô đây. Ví dụ mình muốn đo cái gì, muốn đo từ đây cho tới cái bảng này đi, thì mình chỉ cần bấm vô. Thì bạn thấy cái đèn LED đó, cái đèn này laser không? Nó hiện ra đó. Thì các bạn bấm thêm một cái lần nữa thì nó sẽ đo khoảng cách từ cái chỗ này cho tới cái đó là bao nhiêu. Đó là 0,473 mét. Đó. Nó đo là kiểu vậy. Và nó thể đo rất là nhiều hình ha. Đó, đây là cái chức năng mà những cái người á trong cái kỹ trong trong xây dựng á là họ đi tìm cái máy này là nhiều nhất. Và hiện tại bây giờ đó là mình thấy là sau thời gian á mà ra thị trường á thì gần như không có sự than phiền dòng sản phẩm này, chỉ có mỗi cái tội tức là nặng quá. Nhưng á, nhiều người ta chấp nhận được bởi vì nó có một viên pin
bền, đương nhiên nó phải nặng. Đây chiếc nặng chống nước của nó đây, bạn thấy cái ron của nó không? Nhớ nha các bạn, xài đồ chống nước nha, là nhất định nha, phải đóng cái ron này cho kỹ nha. Còn hãng nó không có bảo hành cái chuyện mà vô nước đâu nha, hãng nó không bảo hành vô nước, bởi vì nó vô chỗ này là nó coi như nó không bảo hành thôi. Tại vì mình đóng á, nó có hai cách, mà bạn đóng thì kiểu này là nước nó vô nè, đóng kịch kịch, nó kêu cái kịch vô là ok ha, là nước nó sẽ không thể vào được. Nên các bạn phải cẩn trọng chỗ này. Nhưng cũng lưu ý một điều, sản phẩm chống nước á, nó cũng chỉ là một trong những cái chức năng mà để mà phòng ngừa thôi, chứ bạn không được lạm dụng nó. Bởi vì sau thời gian xài khoảng 6 tháng, tùy theo cái môi trường bạn xài, cái môi trường của bạn xài như thế nào, thì những cái ron bên trong này nó có thể giãn nở tùy theo nhiệt độ, thì nó làm cho cái độ kháng nước của bạn sẽ giảm đi. Nên cái này là chỉ trong những một cái chức năng mình đó, ví dụ lỡ nó, chứ còn đừng có đem nó đi mà dục vô trong nước rồi ngâm này ngâm cái kia là thua nha, cái đó thua đó. Ok, nó nói chung là đối với mình thì cái gì nó cũng có ưu và nhược điểm của nó, to nặng nhưng đều được chắc nó hợp với những cái người mà có cái nhu cầu đi xa, giống như là đi phượt hoặc là trong môi trường xây dựng, trong môi trường kiến trúc gì đó thì họ dùng sản phẩm này. Nó còn về cấu hình của nó thì hiện tại bây giờ á, cấu hình của cái sản phẩm này đó rất pin là 13.200 mAh, chip MediaTek Helio G95, RAM 8GB, ROM 256GB, có NFC, sạc của nó là sạc 15W nha bạn, có khả năng sạc nhanh nha, có khả năng mà nó vừa sạc nhanh lại có khả năng là sạc cho máy khác, tức là bạn chỉ cần cắm cái cục sạc dây sạc vô đây qua máy khác thì nó sẽ sạc ngược từ cái máy này qua máy khác, và nó có sạc không dây được luôn, sạc không dây vẫn được. Sạc không dây bạn cứ để cái máy lên chỗ này thôi, hoặc là xe hơi nó có chức năng sạc không dây đó, bạn cứ để cái máy lên cái chỗ sạc không dây đó thì nó sẽ sạc, đơn giản vậy thôi. Camera của nó là 48 megapixel, chuẩn chống nước đó là IP68K, nghĩa là gì, là cái chuẩn này á, là cho phép nó có thể ở trong nước trong vòng là 1,5 m, trong vòng khoảng 15 phút, nhưng cái này là nó nói vậy thôi, chứ còn thật sự ngâm trong đó thì cũng chẳng biết nó như thế nào nha. Nó thì đó là cái chuẩn của quốc tế đưa vậy đó. Còn màn hình của nó hiện tại bây giờ là 6.81 inch full HD display, tức là 1080 x 2400. Nếu người nào mà có nhu cầu mà pin bền, cần phải đi những cái nơi mà xa mà không cần phải đem theo cục sạc dự phòng, thì đây là lựa chọn số 1. Rất chắc, màn hình đẹp. Ok, hôm nay là mình sẽ review về cái này cho các bạn xem đó. Rồi nếu ví dụ như có những cái gì mà mới lạ nữa thì bên mình sẽ cho các bạn review cho bạn xem sao ha. Thôi clip kết thúc tại đây nha.